Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì ngày hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy nén khí rất là phù hợp cho chúng ta có thể sử dụng trong hộ gia đình. Và dòng máy nén khí này đến từ thương hiệu của Takeo với một màu đỏ rất là đặc trưng và bắt mắt của Takeo, phải không nào? Và với dòng của hãng này thì Takeo rất là đầu tư về máy nén khí. Từ máy nén khí có dung tích lên đến là 55 lít đến các dòng máy nén khí có dung tích là lớn hơn là 200 lít cho anh em luôn. Và ngày hôm nay thì Chi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy nén khí của Takeo với mã là TK75 có dung tích lên đến là 75 lít. Và chi tiết về dòng máy này như thế nào thì Ngọc Chi xin mời anh em cùng theo chân Ngọc Chi luôn nhé. Đặc biệt là máy nén khí của Takeo này sẽ đầu tư cho anh em trong từng chi tiết. Cụ thể là anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có được là hai tay cầm cũng như là bốn bánh xe, trong việc là anh em có thể dễ dàng cầm nắm cũng như là dễ dàng di chuyển nhờ vào bốn bánh xe của mình nhé. Thêm vào đó là anh em sẽ thấy rằng phía sau chúng ta sẽ có được một chụp bảo vệ, dây cura sẽ bắt đầu hoạt động và xoay, từ đó là chụp bảo vệ này sẽ bảo vệ anh em là được an toàn nhé. Và trên bình nén thì anh em sẽ thấy là đây là một đầu nén của chúng ta có tác dụng là đưa được không khí vào nhé anh em. Và đầu nén được trang bị với hai xi lanh kèm theo đó là hai bộ lọc gió, và bộ lọc gió này có tác dụng là lọc sạch không khí, để từ đó là không khí mình sẽ sạch hơn và tinh khiết hơn để anh em có thể ứng dụng dễ dàng trong thực phẩm nè cũng như là dược phẩm. Và nếu như mà anh em muốn châm nhớt thì anh em chỉ cần là mở nút này ra và chúng ta sẽ châm nhớt được dễ dàng. Còn tiếp theo là anh em sẽ thấy đây là một cái mắt nhớt, để từ đó là anh em có thể là mình nhìn thấy được lượng nhớt. Và nếu như anh em có thể là châm vào được là khoảng hơn nửa mắt nhớt hoặc là đầy vẫn được nhé anh em. Còn đây là anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có được một công tắc nè. Và lúc này là công tắc đang mở nha anh em. Còn nếu như anh em muốn đóng lại thì chúng ta sẽ cần gạt sang thì máy sẽ dừng hoạt động. Và tiếp theo là dòng máy này hoạt động tốt nhờ vào motor của Toàn Phát, được trang bị với công suất lên đến là 1,1 kW, tương đương với 1,5 ngựa. Và với dòng motor này thì vỏ là hợp kim nhôm, còn lõi là lõi 100% lõi đồng, từ đó là cho ra được khả năng làm việc cực kỳ mạnh mẽ nha anh em. Cùng với đó là dòng motor này cực kỳ chất lượng luôn. Và hiện tại thì Ngọc Chi đang một đổi một cho anh em về motor, nếu lõi là lõi của nhà sản xuất trong 12 tháng nha anh em. Về thông số kỹ thuật của máy thì ngoài dung tích là 75 lít thì anh em còn được là công suất lên đến là 1,5 ngựa với lưu lượng của không khí là 180 lít trên phút và áp lực chịu được là 8 kg nha anh em. Còn tiếp theo là anh em sẽ thấy là đây là một cái đồng hồ được kết nối trực tiếp với bình nén nha anh em. Và với đồng hồ này thì anh em có thể thấy rằng khi dòng máy bắt đầu hoạt động thì bắt đầu chúng ta sẽ bơm lên đến là 8 kg nha anh em. Thì lúc này là máy sẽ bắt đầu là tự ngắt. Còn về phía sau thì anh em sẽ thấy đây là một cái van an toàn cho chúng ta. Còn đây là một đầu nối cho anh em, cùng với đó là một khớp nối nhanh để cho chúng ta có thể là kết nối với dây hoa của mình được dễ dàng. Còn bên phía dưới cửa bình nén thì anh em sẽ thấy là đây là một con ốc để anh em có thể là xả trực tiếp nước trong bình nén ra ngoài. Khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài thì có hiện tượng là nước sẽ bị ngưng động vào bình nén nhé. Và khi đó thì sau 3 đến 5 tháng thì anh em nên dùng một cái cờ lê để chúng ta xả trực tiếp con ốc này luôn nha. Đặc biệt là với dòng máy này thì Ngọc Chi bảo hành cho anh em lên đến là 12 tháng, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhắc điện thoại lên để có thể gọi ngay vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Và chương trình giới thiệu chi tiết về dòng máy nén khí Takeo TK75 của Ngọc Chi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em.